Xin chào tất cả anh em. Hôm nay trại bờ câu Minh Dũng thì anh em mình đi giao bồ câu ở Bình Phước anh em nhé. Ở phía sau lưng mình đây là xe ô tô tải này, còn mình anh em mình đang ngồi trên ô tô 4 chỗ. Thì trước đó thì có một cái chú kia ở Bình Phước này điện thoại mua 50 cặp bồ câu giống. Thì hôm nay thì anh em mình đi giao luôn. Mặc dù bây giờ là dịch Covid-19 rất là nguy hiểm, nói là người dân đang cùng với chính phủ là gồng mình chống dịch, mà anh em mình đi thì cũng trang bị hết có khẩu trang cũng như là nước rửa tay, thì anh em mình đi cũng hết sức là cẩn thận. Anh em mình cũng đắn đo rất là nhiều lần cái việc mà có nên đi giao hay không, tại vì hiện tại thì Covid đang hoành hành rất là dữ dội, thì vì người chết hiện tại là trên thế giới là quá nhiều anh em ạ. Và người mắc ở Việt Nam mình thì ngày nào cũng tăng lên, nên đi thì anh em mình cũng rất là ngại. Nhưng mà ở cái chú ở Bình Phước này, chú cứ gọi điện, chú đặt cũng lâu rồi á. Mình cũng ngại nên thôi giờ anh em mình đi luôn, đi trong đêm luôn anh em ạ. Đi để tranh thủ thời gian á. Đây bồ câu thì anh em mình chuẩn bị sẵn ở trên xe rồi. Bây giờ là mang xuống để chuyển thôi. Thì cái chú này thì chú chỉ mua chim thôi, còn lồng chú mua sẵn rồi. Nên là anh em mình không phải giáp lồng. À, bây giờ chỉ mua giống đến để bỏ vào chuồng cho chú ấy thôi. Đây là 50 cặp mà bồ câu ti Tam Thái siêu thịt anh em nhé. Buổi tối nên trời anh em mình thứ nhất là cũng không có đèn pin nhiều nên hơi tối, anh em xem thông cảm nhé. Đây này anh em này, chuồng thì có sẵn rồi. Nó cũng tương đối là giống cái chuồng mà ở trại Minh Dũng mình làm, nhưng mà theo mình nhìn thấy thì cái chất lượng thép của nó thì nó không có tốt bằng. Nhưng mà chắc là do một số cái lý do về vận chuyển hay là làm sao đấy, nên cái chú này chú mua ở đâu chú ráp luôn, nên là cũng không đặt lồng ở trại của mình. Thì bây giờ anh em bắt đầu xuống giống rồi bắt đầu cho vào lồng cho chú luôn. Là bồ câu ti Tam Thái siêu thịt này. Thì cái chú này thì trước đó chú cũng nuôi một ít bồ câu rồi, và kích cỡ của nó thì trọng lượng của nó thì cũng không có bằng bồ câu Thái của trại Minh Dũng mình. Những cái đôi chim bồ câu này thì ở trại Minh Dũng mình là tuyển chọn rất là kỹ mới đi giao cho khách anh em nhé. Đều là những cặp mà trưởng thành cả rồi, chuẩn bị vào đẻ đấy. Những cái cặp này mình giao là chắc tầm khoảng là một tháng hơn tháng nữa là bắt đầu vào đẻ thôi. Tại vì cái chú này mua thì cái loại nó cũng khá là lớn rồi, chuẩn bị vào đẻ. Thì anh em biết là hiện tại là dịch Covid-19 thì nó kinh khủng quá. Nhưng mà riêng đối với những cái ngành nghề khác, ví dụ như là nhà hàng hoặc là những cái quán ăn hoặc cơ sở massage đấy, giờ đấy thì nói chung là cũng đang rơi vào cái tình trạng rất là khủng hoảng luôn. Còn riêng đối với bà con nông dân mà ví dụ như là nuôi chim bồ câu thì vẫn yên tâm nhé. Tại vì ở trại Minh Dũng mình, ở những cái địa điểm ở trại Minh Dũng mình hợp tác hoặc là mua giống mà bà con mà muốn hỗ trợ đầu ra thì ở trại Minh Dũng mình vẫn bao tiêu đầu ra cho bà con luôn, vẫn đi thu hết sức bình thường nha bà con nhé, không có vấn đề gì cả. Tại vì khi mà đi thì ở trại Minh Dũng mình cũng trang bị các thứ cũng khá là đầy đủ, và cũng xem xét khi lưỡng giao ở đâu thì anh em mình mới đi. Chứ không là thứ nhất là trong tình hình dịch này thì những cái địa điểm mà nó khá là nhạy cảm, những cái vùng mà có người nhiễm Covid-19 thì anh em mình cũng xem xét lại. Ở Bình Phước này thì cái việc mà phòng tránh dịch bệnh hiện tại cũng đang là rất là khá tốt đấy. Dư lòng đó. Mình biết dư rồi. Nhìn chung thì mọi người cũng rất là yên tâm, tại vì trong cái tình hình dịch như này thì ở trại Minh Dũng mình cũng làm sao để có những cái an tâm nhất cho người nuôi. Thì ở trại Minh Dũng mình vẫn đi giao chim và vẫn đi bắt bồ câu ra ràng bình thường mọi người nhé.
Đây những cặp bồ câu thì mọi người cũng thấy nó rất là to này. Và chuồng trại thì cũng chuẩn bị sẵn rồi, cũng không vấn đề gì cả. Ở Bình Phước thì cũng ở khá gần Bình Dương nên anh em mình tranh thủ đi ban đêm luôn. Thì vì ở chỗ cái chú này cũng hình như là cái chỗ để nuôi này cũng mới xây đấy, nên là cái điện đóm nó cũng chưa có, nên là cũng hơi tối, hình ảnh nó cũng hơi tối. Và anh em mình cố gắng, đây là những hình sáng nhất rồi đấy. Nè, cái chú này thì ở dưới bên dưới các bạn có thể thấy là không có lót lưới mà bằng cái khay nhựa cũng được, nhưng mà cái việc mà mua khay nhựa này thì nhiều khi là ở những cái trại của mình, nhiều trại mình không làm thế, tại vì ở trại mình là xếp 3 tầng á, với lại là xếp bằng lưới, như vậy thì nó cũng đỡ tốn chi phí hơn. Nhiều khi những cái khay này nó cũng không cần thiết đâu các bạn, tại vì khi cái khay mà bắt đầu đi 2-3 tháng mình đi rửa nhiều khi cũng rất là vất vả. Và trại Minh Dũng mình cũng chia sẻ luôn, thực ra nuôi bồ câu nó khác với những cái loại nuôi khác trong cái thời kỳ dịch bệnh nhé. Ví dụ như là heo thì thời gian trước thì có dịch tả heo châu Phi này, gà thì hay có dịch cúm H5N1 này. Còn riêng đối với bồ câu này thì hầu như ở trại Minh Dũng mình từ khi nuôi đến giờ cái việc dịch bệnh thì rất ít luôn. Ví dụ nó có thì cũng xảy ra khoảng 1-2 con này, sau đó ở trại mình cách ly và tiêm thuốc và chữa trị thì nó cũng cái con nào mà cũng đa phần là nó trở lại được bình thường được hết, nên là bà con rất là yên tâm với cái việc nuôi. Là sẽ rớt xuống phần xuống thôi chứ đất hết. Và cái quán ăn ở trại Minh Dũng mình thì hôm nay cũng tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3 anh em nhé. Thì vì chính phủ có yêu cầu tạm dừng hoạt động một số cái quán ăn nhà hàng mà có cái công suất phục vụ trên 30 người á, thì phải tạm dừng đóng cửa để cùng chính phủ phòng chống dịch. Và cũng ngoài ra thì cũng cấm tụ tập trên 20 người và giữ khoảng cách tầm 2 mét. Đấy, anh em cũng lưu ý một số những cái thông tin nữa nhé, để có gì phòng chống dịch cho nó hiệu quả. Và cuối tháng này thì nếu mà căn cứ vào tình hình dịch cũng như là những cái của chính phủ thì anh em mình ở trại Minh Dũng mình thì cái việc nhà hàng thì cũng xem xét hoạt động lại. Còn riêng đối với cái hoạt động mà đi giao bồ câu này thì anh em cứ yên tâm, bà con nào mà có nhu cầu mua giống hoặc là cần trao đổi thông tin, đặc biệt là trao đổi thông tin đi, thì cứ alo trại Minh Dũng mình. Lúc nào trại Minh Dũng cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoặc là giúp đỡ bà con, và bà con có vấn đề gì thì cứ chia sẻ với trại Minh Dũng mình nhé. Hiện tại thì tình hình dịch thì người ta cũng hạn chế tối đa cái việc mà đi ra ngoài. Cái khẩu hiệu như hãy đứng yên khi đổ quốc cần chẳng hạn, đúng không anh em? Thì những anh em nào mà không có việc thì có thể ở nhà. Ở trại mình thì hôm nay thì đắn đo mãi thì cũng quyết định đi. Đấy, anh em mình vừa mới cho chim bồ câu vào lồng xong thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, chuẩn bị nha mình về. Và cái chú đấy thì chú đấy cũng từng nuôi rồi, cũng khá là quen, có cái việc thì chú ấy sẽ tự alo luôn. Còn đây là chim chim ra ràng anh em này. Đấy, đây là xe tải của trại Minh Dũng mình nhé. Đây, xe tải chở lồng và chở chim đi giao. Và mỗi lần đi giao cho khách ở những cái địa phương mà gần quanh tỉnh Bình Dương hoặc là miền Tây gì đấy thì anh em mình sẽ đánh xe tải đi. Còn đây là chim ra ràng anh em này. Chim ra ràng khá là to. Đây là 10 con chim ra ràng. Anh em mình đi tặng cho một cái chú người quen để chú làm thịt. Chim ra ràng ở trại mình các bạn thấy đâu, chim ra ràng nhìn cứ như chim trưởng thành, rất là to. Cái này nó biết ăn chưa? Chưa biết giờ. Nhưng anh em nhìn thấy thích không? Đâu có, đi cho tặng thật mà. Thấy những cặp chim này thì anh em mình đem đi tặng. Đúng không?
trong quá trình đi giao thì thấy vùng câu chưa? À, tiện đường thì anh em mình tặng luôn. Thấy vùng câu bự chưa? Đây là anh em ở trại Minh Dũng mình thì cũng khá là rất là quen biết nhau này, không cần phải bịt khẩu trang. Chứ tình hình dịch thế này thì mỗi người cần trang bị cho mình cái việc đeo khẩu trang, đâu có thể tin ai được đúng không? Đây con rõ rồi. Đấy. Treo vô cái xe nào cho ta. Hiện tại những cái cặp chim mà ở trại mình mà anh em nào mà có nhu cầu mà mua giống hoặc là về để thịt đó, thì giá nó khác nhau anh em nhé. Ví dụ là chim từ 2 đến 3 tháng tuổi nó giá thì nó cũng giá bình thường thôi. Tại vì nhiều anh em hỏi cái loại chim mà trên 5 tháng tuổi nhiều khi nó hơi cao giá, tại vì cái tình hình dịch này này thì cũng rất là cái khâu vận chuyển chim giống về từ Thái Lan về nó cũng rất là khó khăn hơn trước rất là nhiều. Vì bây giờ là hầu như là bây giờ là cũng không thể nào mà chuyển về được nữa. Nhưng mà ở trại mình thì vẫn có cái lượng giống đủ để cung cấp cho anh em nếu mà có anh em nào có nhu cầu mua. Theo như mình tính toán thì chắc phải hết năm nay hoặc là vài tháng nữa thì cái tình hình dịch thì cũng bắt đầu mới có tiến triển tốt, chứ hiện tại là cũng đang rất là khó khăn. Hầu như ai kinh doanh cũng khó khăn cả. Chú này mua 50 cặp, giá một cặp là 550. 550 một cặp anh em nhé, hiện tại giá. Bồ câu từ 4 đến 5 tháng tuổi. Clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi hết clip của mình.